Việt Nam 15-30-14.02.2018, cập nhật 15-53-14.02.2018, rút ngắn dục vọng trỗi dậy, yêu dâu xanh, lao vào cưỡng ép nạn nhân mà không lường trước sức phản kháng của con mồi, hiếp dâm không thành, yêu dâu xanh bị nạn nhân tóm cổ. Đầu tháng 11 năm 2017, Nguyễn Hoàng Minh, 35 tuổi, ngụ xã Trung Hòa, huyện Trảng Bom, Đồng Nai, chạy xe máy đến cửa hàng của chị T.T.N.D, 39 tuổi, ngụ xã Tây Hòa, thấy chị D chỉ có một mình và xung quanh khá vắng người nên Minh nảy sinh ý định hiếp dâm chị D. Nghĩ là làm, Minh dùng vũ lực khống chế, ép chị D cho quan hệ. Tuy nhiên Minh đã bị chị D chống cự quyết liệt. Thấy con mồi khỏe, Minh từ bỏ ý định và nhanh chóng tháo chạy ra cửa lên xe máy để tẩu thoát. Nhưng ngay lập tức, chị D đã khống chế đối tượng lại và cầu cứu người dân xung quanh trợ giúp. Minh bị bắt giao cho công an, giở trò đồi bại bất thành, yêu dâu xanh bị nạn nhân đâm chết tối ngày 17 tháng 12 năm 2017. Vàng Văn Thường, SN 1992, trú tại xã Bản Nhùng, Hoàng Su Phì, Hà Giang, đến nhà chị Vàng Mẹ D, SN 1992, xã Tả Sử Chóng, ăn cơm. Sau khi uống rượu, thấy chồng chị D say rượu nên Thường nảy ra ý định hãm hiếp chị D. Không được, đối phương đồng ý, Thường rút dao mang theo dọa chị D, rồi hai bên vật lộn. Sau đó, chị D tước được dao và đâm Thường tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, chị D đã gọi điện cho công an xã Tả Sử Chóng tự thú. Chị D đã bị khởi tố để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích do vượt qua giới hạn phòng vệ chính đáng. Theo người dân địa phương, chị D là một phụ nữ hiền lành, có ba con, còn chồng chị này là thôn đội trưởng, còn Thường vốn thần kinh không bình thường và hay đi lang thang trong bản. Yêu dâu xanh bị nạn nhân xẻo luôn của quý. 21 giờ tối ngày 6 tháng 1 năm 2017, người dân xã Phú Hữu, huyện An Phú, tỉnh An Giang nghe tiếng chị CH, 40 tuổi, la lớn tiếng, ông Pi, chung mùng tui, vừa chi hô, chị CH, đạp xe, đạp đến nhà người thân nhờ báo đến công an xã việc ông Pi, qua giờ, trò đổi bại, rồi bị cắt, của quý. Cán bộ điều tra công an huyện An Phú cho biết, thời điểm đó, ông T.V.P, 67 tuổi, lẻn vào nhà để quan hệ tình dục với chị CH, phát hiện sự việc, chị này giả vờ đi tiểu rồi ra sau bếp lấy cây kéo. Lúc này, ông Pi đi theo sau định thực hiện hành vi giao cấu với chị. Thừa lúc ông Pi sơ hở, chị CH lấy kéo cắt đứt một phần dương vật của ông Pi, rồi nhờ người thân báo công an. Sau đó ông Pi được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Nhà ông Pi và chị CH cách nhau chưa đầy 2 mét. Trước khi xảy ra sự việc, ông Pi hay đi dạo quanh xóm nhậu lai dai. Mỗi lần có rượu trong người là ông lại nổi máu dê mấy bà hàng xóm. Nguồn: Dân Việt, NLD.